À, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh kỹ thuật ghép cây của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để cho cây ổi nó ra hoa nhiều và quả được to. Thì như các bạn thấy ở đây này, đây là cái cây ổi nhà mình. Thì lần trước thì mình đã tiến hành mình tỉa tán hết ở đây. Thì các bạn thấy đây là những cái cây này nó đang cho ra hoa thế này, và có những cây nó có quả thế này. Với những cây mà đã quả thế này thì mình bắt buộc mình phải cắt bấm ngọn ở đây các bạn nhé. Đấy, mình bấm ngọn hết ở đây những cái cây mà nó ra quả thế này, tại vì nếu mà các bạn không bấm ngọn ấy thì nó sẽ tiếp tục nuôi cây ra nhiều và nó sẽ không nuôi những cái quả này. Nên mình sẽ bấm ngọn này, tác dụng là nó để vừa hạn chế chất dinh dưỡng, nó nuôi cái lá để nó nuôi quả. Đấy, ngoài ra thì việc bấm ngọn này thì nó còn kích thích cho những cái chồi, ví dụ ở những cái chồi này nếu mà nó chưa ra hoa đấy, khi mà các bạn bấm cho nó bấm ngon những cái này thì nó sẽ kích thích những cái cây này nó sẽ ra hoa nhé. Đấy, với những cái chồi mà chưa có hoa thế này mình sẽ bấm bấm hết đây. Thì sau khi bấm thì một thời gian thì nó sẽ bắt đầu ra hoa lại. Đấy, những cái chồi này nó chưa ra hoa thì các bạn sẽ bấm bấm đọt thế này. Đấy, các bạn bấm đọt thế này thì nó sẽ ra hoa. Đặc điểm của cái ổi này thì nó sẽ ra hoa khi mà các bạn tiến hành bấm đọt cho nó. Đấy, cây ở trên này mình đã để nó lên quá cao rồi, bây giờ mình sẽ bấm hết. Đấy, các bạn thấy có những cái cây này cành nó lên thế này nhưng mà nó không có hoa thì các bạn sẽ phải bấm đọt thế này. Đấy, các bạn bấm ngọn thế này thì nó sẽ ra hoa nhé. Đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn phải bấm đọt như thế này thì ổi nó mới ra hoa được. Và quả, những cái cành mà nó có quả thế này thì các bạn bấm, khi mà các bạn bấm bấm ngon thế này thì quả nó sẽ to nhé. Đây, với những cái cành này các bạn bắt buộc phải bấm ngon này nhé. Ở đây thì các bạn phải bấm đọt hết thế này. Đấy, mình phải bấm hết thế này. Với những cái cây mà những cái ngọn không cần thiết thì mình cũng bấm. Các bạn thấy này, nó đang ra hoa thế này, nhưng mình phải bấm chặn ngay. Khi mà các bạn nó ra hoa rồi mà các bạn không bấm đọt ấy, ra quả rồi, ra hoa ra đầu quả mà các bạn không bấm đọt ấy, thì nó sẽ cây nó sẽ tiếp tục lớn, những cái quả đó nó sẽ vẫn lớn nhưng mà quả nó sẽ không được to bóng đẹp. Đấy, thì các bạn phải bấm. Còn những cành mà nó chưa ra hoa thế này thì các bạn phải bấm ngon thế này. Bấm ngon thế này thì sau này những cái hoa nó sẽ lên ở đây. Đấy, các bạn thấy với những cây cao thế này nó có quả thì các bạn phải bấm ngay phía trên thế này nhé. Đấy, còn đây là những cành mà nó chưa ra hoa, cành vượt thì các bạn phải bấm hẳn đây. Đây. Đây là những cái cây đoàn mà nó ra quả thì các bạn phải bấm trên cái đoàn quả này. Mọi người phải bấm hết thế này. Đấy, bạn thấy quả nó đang rất nhiều thế này đây. Và khi quả nhiều thế này thì với nó có những cái cành mà li ti đấy nó bé, nó không có tác dụng gì, thế các bạn cũng có thể là các bạn cắt nó đi, hạn chế chất dinh dưỡng nuôi những cái cành này, nó cũng không có tác dụng gì cả. Đấy, ở trên cái đoàn quả này thì mọi người phải bấm đọt thế này. Đấy, phải bấm đọt thế này hết. Đấy, con thấy nhé, đây nó đang với những cái cây này thì mình phải bấm thế này.
Bạn thấy đây là những cái cây quýt nhà mình, cây quýt hôi. Đây, ở giữa này thì mình đã trồng cây cà leo này, rất là nhiều quả đây mọi người này. Cái ổi này, bạn thấy quả nó rất là nhiều và mình hôm nay thì mình chỉ hướng dẫn cho bạn cắt bớt cái đọt này thôi. Cắt bớt cái ngọn của nó. Để nó dồn nó nuôi những cái quả ở trên cây này. Còn với những cành chưa ra hoa thế này thì các bạn bấm ngọn, bấm đọt này để cho nó ra hoa nhé. Đặc tính của cây ổi là cứ sau một lần bấm đọt thế này nó lại ra một lần hoa mới. Đấy, cho nên là các bạn nhớ thường xuyên bấm ngọn thế này, bấm ngọn và tỉa cây cho nó. Đấy. Với những cái cành mà nó chưa ra hoa thì các bạn bấm để nó ra hoa. Với những cành mà nó đã ra hoa đầu quả thì các bạn bấm để nó quả lớn nhé. Đó là một trong những cái đặc điểm của cái ổi này khi mà các bạn chăm sóc. Hiện tại thì quả nó cũng tương đối lớn rồi nhưng mà mình cũng chưa có thời gian để đi bọc quả hết được những cái ổi của nhà mình. Đây các bạn thấy này, rất là nhiều. Cứ mỗi một cái cây mà nó đã có quả thế này, bạn sẽ bấm ở trên cái vị trí ngọn thế này để mình cắt nguồn dinh dưỡng lên nuôi ngọn cây để nó nuôi tập trung nuôi quả đấy. Thì những cái quả này nó sẽ lớn, còn những cái đoạn nó chưa ngọn này chưa có hoa thì mình bấm đọt để cho nó ra hoa tiếp. Ok, đó. Các bạn thấy ổi. Cái quả nó rất là nhiều. Đấy, đợt này thì đây mọi người nhé. Đây, mình sẽ bậm ngọn thế này hết. Đây, các bạn thấy quả ở đây này. Thêm em mình bậm ở đây. Cái này cũng thế. Đây. Đấy. Còn các bạn thấy đây là cái cây cam ghép của nhà mình. Thì hiện tại thì quả của nó cũng đã rất là nhiều rồi. Ở đây. Thì ở đây nó có những cái cành bưởi nó đang lên những cái cành thế này. Thì mình có thể là cắt bỏ những cái cành này đi. Thực ra những cái cành này nó lên chồi vượt thôi. Nên nó không có tác dụng gì cả. Đấy. Đây là cái cây này thì mình ghép. Cây cam ghép từ cái gốc bưởi các bạn. Đấy, các bạn thấy cái đây là cái gốc bưởi này. Đấy. Tất cả những cái cành ổi này mình sẽ bấm ở đây hết. Khi các bạn không không bấm ở đây này thì cành ổi nó sẽ cứ vươn lên nó lớn vậy thôi, chứ còn nó sẽ không dành dinh dưỡng để mà nuôi nuôi quả được. Đấy, các bạn. Đây, các bạn thấy ví dụ đây là điển hình của một cái cây chưa ra hoa. Thì các bạn sẽ bấm bấm ngọn. Bấm một đoạn ngọn ở đây thì nó sẽ ra hoa ở những cái đoạn dưới này. Đấy, đó là cái đặc tính của cái cây ổi này. Cho nên là các bạn nhớ cứ cây ổi thường thì sau khi các bạn bấm ngọn khoảng tuần tới 10 ngày thì nó lại ra một cái đợt hoa. Đấy. Cho nên là các bạn nhớ chú ý để theo dõi nhé. Đấy.